cũng gửi gắm tới những bạn mà đã ly hôn rồi nhá, là dù sao vì một lý do nào đó mà các bạn đã ly hôn thì cũng phải hiểu rằng ở đó là đã có thiếu hụt cái sự nhận thức và kiến thức trong hôn nhân, đã để lại một cái tổn thương rất lớn, đầu tiên là cho chính mình, sau là cho bạn đời, sau nữa là tới con trẻ. Thế bây giờ nếu như bước tiếp mà lại bước sai, cái nỗi đau đó nhân lên gấp 10, gấp trăm lần. Sau khi mà ly hôn, em tâm trạng cảm thấy rất là tổn thương và buồn chán, và em có nhiều thời gian em rảnh rỗi, em ở trên Facebook ấy, thì tình cờ em xem được các video của cô, các bài học chia sẻ của cô đấy, thì em có nhận ra là trong cái cuộc hôn nhân mà mình đã đổ vỡ ấy, thì là mình cũng có nhiều cái sai, mình chưa làm tròn trách nhiệm một người vợ, và từ đó là em buông bỏ cái nỗi oán hận người chồng, em không hoàn toàn là một chút đấy, không hoàn toàn là đổ lỗi cho người bạn đời của mình, mà em cũng cảm thấy là em sai. Nhưng mà bây giờ em có một vấn đề về tâm lý, là em mong cô có thể giúp đỡ em để em chọn đúng cái con đường của mình. Em bây giờ hiện tại em đang có tình cảm với một người, nhưng mà chồng cũ của em thì lại xin lỗi và rất là muốn quay lại với em. Em với chồng cũ thì có sinh hai con gái ạ. Bé lớn thì ở bố, còn bé nhỏ thì được em nuôi dưỡng. Em cũng rất là thương con, nhưng mà bây giờ nếu mà em đang rất là đau đầu, bởi vì nếu mà em quay lại với chồng cũ thì em lại không thể bỏ được tình cảm với cái người kia. Em có thể bỏ qua, em có thể vì con em có thể quay lại được với chồng cũ, nhưng mà đối diện với cái tình cảm của mình ở trong lòng mà cứ phải đè nén, thì em cảm giác em không làm được. Và như vậy, nếu mà như vậy thì em lại là người lừa dối chồng của mình ấy, thì em nghĩ là cũng đã không hạnh phúc. Em không biết lựa chọn như thế nào nữa. Em rất là khó xử cô ạ. Nghĩa là bây giờ em đã ly hôn 2 năm nhưng mà em lại có bạn trai mới rồi. Nhưng mà trong đồng thời lúc đó thì cái người chồng của cũ của em lại mong muốn được hàn gắn và quay trở lại, đúng không? Và em rất là phân vân và không biết là nên quay lại hay là buông bỏ để đi tiếp. Đi tiếp thì thương con, mà quay lại thì lại thấy mình có lỗi với bản thân, đúng không? Lừa dối người chồng của mình. Thế thì bây giờ cho cô hỏi là cái người chồng cũ ấy, bọn em chia tay là vì lý do gì? Thưa cô, là em kết hôn với người chồng cũ 6 năm là em không sinh được con ạ. Vì em bị bệnh u nang buồng trứng, thì trong cái thời kỳ 6 năm ấy thì là anh ấy rất là vô tâm, anh ấy không quan tâm đến bệnh tật của em rất. Anh ấy làm được tiền, anh chỉ có đi chơi bời nhậu nhạc thôi, còn em tự kiếm tiền mà đi chữa bệnh của mình thôi. Xong là lúc em đi mổ u nang buồng trứng ấy, thì là anh ấy đi nhậu đi hát, anh không hề quan tâm em. Với lại gia đình nhà chồng cũng kiểu là họ sợ tốn kém, vì em thì về đấy làm dâu em chưa có làm được cái gì cho nhà họ, chắc con cái không có, mà em lại bị bệnh như thế thì họ cũng kiểu sợ chữa cho em tốn kém đấy, họ cũng không quan tâm. Thế là em đấy là cái tổn thương lớn nhất của em, là em nghĩ là lấy chồng mà cái lúc ốm đau mới biết lòng nhau ạ. Nên là em bị tổn thương cái lần đấy nhất. Sau khi mà em mổ u nang buồng trứng xong được 1 năm, em vẫn chưa có con. Để bắt đầu chồng em vẫn cứ tiếp tục nhậu nhẹt, xong là làm ăn vay mượn một vốn, nhưng lại không chịu chăm sóc nó để thua lỗ đi cô. Thế là chồng em đánh em, xong là chửi em là suốt ngày ốm đau bụng mãi thì không to lên được. Thế là đấy lại nó lại cộng thêm một sự tổn thương nữa cô ạ. Thế là đến năm em mổ u nang buồng trứng được 2 năm thì em có con. Cái lần đấy là sau khi một lần đánh nhau ấy, là chồng em đánh em nên là em bị đau bụng. Thế là em phát hiện ra là em có bầu, thế là em cũng rất là mừng. Em tưởng là khi mà mình có con như vậy rồi thì vợ chồng gắn kết nhau yêu thương hơn đấy. Nhưng mà anh ấy vẫn có cái tính kiểu gia trưởng, kiểu là anh ấy là nhà con một của anh. Em cảm giác sống anh không có mục đích để anh phấn đấu trong cuộc sống ạ.
thôi kệ ngày này qua ngày khác thôi. Em cảm thấy là anh ấy là con gái không có chí hướng, cũng không có tương lai, làm được bao nhiêu thì ăn lấy nhiều, còn anh không quan tâm đến bệnh tật của em hay là sức khỏe của con cái gì đấy. Nói chung là anh không phải là người có trách nhiệm đấy. Đấy là em dần dần em cảm thấy em thất vọng với anh quá nhiều luôn. Xong rồi là làm ăn thì thua lỗ, xong cứ mỗi lần bạn bè đến nhậu thì anh ấy bắt đầu giận cá chém thớt, anh ấy xúc phạm em trước mặt bạn bè anh đấy. Và rất là nhiều lần như vậy. Rồi em cũng có lần em nói là nghèo khổ thì em cũng sẽ chịu được, em sẽ cùng anh cố gắng để là nợ, nhưng mà thứ nhất là phải tôn trọng em, phải yêu thương em. Đã nghèo rồi mà lại còn không yêu thương nhau, không tôn trọng nhau thì em không ở được. Nhưng mà lúc đấy anh ấy cười khẩy em, anh bảo là không có vợ này thì có vợ khác, chết thì đi. Thế là em cảm thấy là rất là bị tổn thương luôn. Em đã tâm sự thật lòng như vậy nhưng mà anh vẫn ấy. Rồi là kể cả cách đối xử với bố mẹ đẻ em, anh ấy kiểu tỏ vẻ rất là hỗn lão. Mẹ em rất là nhiều lần phàn nàn với em là cái cách cư xử của chồng em nó làm mẹ em rất là bực bội. Em ghét bỏ các em nó cũng ghét. Em lúc đấy em cảm thấy thất vọng tràn trề luôn mà. Rồi một lần anh ấy cũng lại giấy hết tiền bạc cho ngài đi nhậu, đi hát karaoke ôm đãi bạn hết rồi. Lúc đấy là kiểu cảm giác như là trong em nó đã không chịu nữa, tức lúc phát bờ. Lên đấy. Và tức mức bờ là em xách quần áo, em quyết định là em ly hôn. Em về nhà em bảo đó. Em nghĩ là sống với con người nữa không có chí hướng, không có mục đích thì giống như là một người mù dắt mình đi đường ấy. Thế sau đó thì em đệ đơn ly hôn. Và em đệ đơn, em ly hôn đơn phương. Sau đó thì anh không đồng ý. Và anh không đồng. Nhưng mà vẫn ly hôn được. Thì ly hôn bao lâu thì anh ấy lại mong muốn quay trở lại? Mới đầu thì anh ấy rất là sẵn tắc, anh ấy nói là em đi thì dễ, về thì khó, đã xác định đi thì đừng có bác mặt quay lại không thì anh chém chết. Sau khi khoảng được 8-9 tháng thì đấy thì anh bắt đầu chuyển sang xin lỗi năn nỉ rồi nói chuyện với em có vẻ nó hạ xuống hơn đó. Nó kiểu nó dễ nghe hơn mà em chưa bao giờ em cảm nhận được ấy. Có xin lỗi thành thật không, chân thành không? Em cũng không hiểu lắm, tại vì em thì thấy anh ấy nói chuyện qua tin nhắn điện thoại với em thì có vẻ rất là chân thành. Nhưng mà khi mà em ra thăm con gái lớn của em đấy thì em cảm thấy em với anh rất là khó giao tiếp của bạn, cứ mở mồm nói với nhau cái là lại choáng nhau luôn. Và bây giờ vẫn thế. Vâng, và bây giờ vẫn thế. Và cái đứa con đầu đã vẫn đang ở với anh ấy. Vâng. Thực sự là em rất là thương con, nhưng mà bây giờ em lại chót có tình cảm với một người khác rồi. Bây giờ em nghĩ nếu mà vì con em có thể quay lại với chồng cũ được, nhưng mà cuộc đời chỉ còn rất là dài, nếu mà em ở lại quay về với chồng cũ thì em không chắc là em có thể quên được cái người kia không. Nếu mà như vậy mà thì mình em cũng không chắc em... là mình sẽ hạnh phúc được với người chồng hiện tại, đúng không? Vâng, nghe là em rất là đau đầu. Thế còn cái người hiện tại là đối tượng thế nào? Dạ, anh hơn em 10 tuổi ạ. Anh ấy là một nhà kinh doanh tự do. Nói chung là anh ấy có gia đình nhưng mà hai vợ chồng cũng ly hôn cũng được 2 năm, cũng thời gian như em rồi. Nhưng mà chưa có giải quyết xong về mặt pháp luật cô ạ. Nên là em cũng hơi lan tăn về cái vấn đề. Chưa giải quyết xong về mặt pháp luật có nghĩa là họ vẫn đang ly thân. Và họ đang ly thân. Thế thì vô tình em là người thứ ba rồi. Sống trong miền Nam còn anh ở ngoài này. Thế thì em đang làm người thứ ba đấy. Vâng. Thế thì em cũng biết. Điều gì khiến cho họ chưa ly hôn được? Anh ấy bảo là anh ấy muốn gọi chị về để ly hôn nhưng mà do dịch dã nên là chị chưa về được, với lại chị cũng không muốn về ạ. Chị không muốn ly hôn hay là chị không muốn về? Chị không không muốn về ạ. Thế thì em tin bao nhiêu phần trăm lời của anh ấy nói?
em tin 50% thôi cô ạ. À, thế còn 50% ấy là em nghi ngờ điều gì nào? 50% em nghi ngờ là em nghĩ là anh ấy chỉ cần một người bầu bạn trò chuyện lúc anh ấy cô đơn. Em nghĩ là như vậy. Tại vì cũng có lúc em nghĩ là anh ấy hứa với em là anh ly hôn nhưng anh lại không làm được như vậy, thì em nghĩ là anh ấy cũng không phải là thật lòng với mình. Nhưng mà em thì lại có tình cảm rất là nặng với anh ấy, bởi vì trong lúc em buồn bã thì anh ấy là người động viên quan tâm em, và đặc biệt em cảm nhận được lúc em ốm đau, em bệnh tật thì anh ấy rất là lo cho sức khỏe của em. Cô cũng nghe câu chuyện của em thì cô cũng đồng cảm với những vấn đề em đang xảy ra, đang trải qua. Với một cái quá khứ thì cũng không dễ dàng gì. Vì chị em phụ nữ chúng mình thì cũng biết đấy, phụ nữ chúng ta ấy rất là cần sự quan tâm, đặc biệt những lúc ốm đau mà lại ốm đau mà chồng lại không quan tâm, mà lại bệnh như thế mà chồng không có để ý hay là thế này thế kia mà vẫn làm tổn thương mình thế này thế khác, thì hẳn đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với em đúng không? Cô đơn rồi nhà chồng thì lại không có thương mà lại không vun vén, thế sau chồng thì lại không có trách nhiệm, mà một mình lại thân cô thế cô ở một cái gia đình nhà chồng như vậy, không ai thương yêu mà lại không có con mà lại bệnh tật như vậy, thì thực sự là một sự tổn thương không hề nhỏ đúng không? Rất là lớn. Hẳn là trong thời gian đó em có khóc nhiều không? Em khóc nhiều, em cảm giác em bị ảo tưởng, vì sự chết là em không mong mờ, lúc nào em cũng nhìn xuống bụng của em, em cảm giác là trong bụng của em có em bé. Cái khoảng thời gian đấy là một thời gian rất là khó khăn và cũng phải can đảm lắm, quyết tâm lắm để em bước qua được cái nỗi đau đó bằng cách là quyết tâm ly hôn để giúp bản thân mình có được cái khoảng thời gian tốt đúng không? Để em có thể ly hôn được đúng không? Thì bây giờ mà quay về cũng thấy là người đàn ông đó chưa phù hợp lắm đúng không? Bởi vì em cũng nhận thấy là nếu như anh thực sự thành tâm mà xin lỗi mình với những lời tin nhắn đó, thì khi mà mình về thăm anh phải có động tác khác, anh phải có lời nói khác đúng không? Em cũng nhận thấy là nếu mà quay trở lại với người chồng đó thì thấy anh ta cũng chưa có thực sự thành tâm xin lỗi lắm, có phải không? Mình có cảm giác bất an, lo lắng và sợ hãi là khi quay trở về với người đó thì cái cuộc hôn nhân của mình chưa chắc đã đảm bảo là sẽ hạnh phúc hơn ngày xưa. Đúng không? Đúng ạ, có cái cảm giác đấy đúng không? Nhưng mà Đúng, cô nói đúng. em bước tiếp thì lại đến với một người đàn ông lại gọi là vẫn đang có gia đình trên danh nghĩa. Và anh ta nói là yêu nhưng mà anh ta cũng không có phải là dứt khoát như của em. Nếu như trai chưa vợ gái chưa chồng có nghĩa là các bạn đã ly hôn rồi, vẫn là trai chưa vợ gái chưa chồng đúng không? Nhưng mà đây anh chỉ là lời hứa thôi, và anh đưa ra rất nhiều những cái lý do, rất nhiều những cái gọi là một cái cách thuyết phục nào đó để hợp thức hóa, để nói cho em biết là anh chưa ly hôn được vì điều này vì điều kia phải không? Thế thì em thấy rằng là quay lại thì cũng cũng không được, mà bước tiếp thì cũng không xong. Thì em có nhìn thấy là cả hai người đàn ông này tạm thời chưa phù hợp chăng? Vâng, Đúng em không? cũng có lúc em tự ngồi em suy nghĩ là em nghĩ là kể cả em không đến với cái người đàn ông thứ hai này á, thì em vẫn có thể một mình tự Nuôi làm, con, tự đúng nuôi rồi. con được. Thế thì em Và phải nhớ thế này này. Và dù sao vì một lý do nào đó mà các bạn đã ly hôn thì cũng phải hiểu rằng ở đó là đã có thiếu hụt cái sự nhận thức và kiến thức trong hôn nhân đúng không ạ? Và em thấy bạn nó rất đúng ạ. đã để lại một cái tổn thương rất lớn, đầu tiên là cho chính mình, sau là cho bạn đời, sau nữa là tới con trẻ. Thế bây giờ nếu như bước tiếp mà lại bước sai, cái nỗi đau đó nhân lên gấp 10, gấp trăm lần, nó chứ không chỉ là ở lần một nữa. Thế vậy đã sai như vậy rồi thì phải chăng là mình nên cẩn trọng hơn chăng? Mình nên cẩn thận hơn và mình không có
để cho cái việc này nó lặp lại nữa. Thì em thì em cũng mới ly hôn được 2 năm. Nếu mà cô nói với những cái đau khổ đó em đã bước sang ngang được rồi thì cũng phải hiểu đó là một thành công. Bởi vì nó rất là can đảm, mình không nhìn vào mặt tiêu cực, và tiêu cực thì rất là nhiều rồi, nhưng mà đã bước sang rồi 2 năm rồi thì mình cũng hiểu rằng mình đã nỗ lực rất nhiều và cũng đã ly hôn thành công. Thế vậy giống như là em đang mở ra cho mình một cơ hội mới để tìm ra được một một người đàn ông phù hợp nhất. Cô nói đây không phải là khích lệ các bạn ly hôn, nhưng với bạn đã ly hôn xong rồi và trải qua hàng bao nhiêu nỗi đau như vậy, phải hiểu rằng là mình sẽ có một cơ hội, mình đang cho mình một cơ hội để tìm một người đàn ông phù hợp nhất, tốt nhất, rất có thể là đã là sẽ là người chồng cũ trên một cái bản thể là bản thể cũ, nhưng mà là một người chồng mới, là tâm tính anh ấy thay đổi, nhưng Dũng có thể là một người mới hoàn toàn. Đúng hay rất đúng ạ? Thế vậy thì hà tất chi em phải vội vàng, em mới ly hôn 2 năm mà, sao không dành một cái khoảng thời gian tái thiết lập cuộc sống này, làm lại sự nghiệp này, dành nhiều thời gian cho con cái này, cho cha mẹ này, thế sau đó thì mình trau dồi kiến thức này, mình học hỏi này. Trong trường hợp nếu như là đã từng có vợ thì họ phải ly hôn xong rồi và họ phải gói gọn hết, đúng ạ? Và họ biết rút ra bài học cho cuộc hôn nhân cũ, xong lại họ lại bản thân mình cũng rút ra cuộc hôn nhân cũ nữa, hai người cũng biết rút ra bài học và tiến tới hôn nhân và để chung tới một cái đích chung, sau đó là thông cảm cho nhau, trở lại thương nhau nhiều hơn, bởi vì đã phải trải qua bao nhiêu nỗi đau và bây giờ lại đến được với nhau thì thương cái người hiện tại hơn. Thế vậy tất chi ta phải vội vàng, em còn có cả một tuổi thanh xuân cơ mà, rồi bây giờ với cái trí tuệ này, với cái sự hiểu biết này, với cái con người cũ vẫn còn đang ở đây, thì em có tin rằng em đến với một người nào đó mà em sẽ làm cho người ta hạnh phúc chăng? Em không chắc chắn ạ. À, không chắc chắn. Tại sao mình lại làm? Ta không chắc chắn được cái thứ mà ta sẽ quyết định, mà trong khi đó cái giá phải trả nó rất lớn, nó không phải là đánh đổi bằng 50 triệu, nó không phải đánh đổi bằng 1-2 ngày, mà nó đánh đổi bằng cả cuộc đời và thanh xuân của mình. Thế thì tại sao mình không chắc chắn mà mình lại bước vào? Mình đã sai lầm một lần rồi cơ mà, thế tại sao mình lại sai lầm lần thứ hai? Yêu đang nghĩ là tôi đang yêu người này lắm, tôi yêu người kia, thực ra nó là cảm xúc nhất thời do cái tâm ma ở trạng thái là si mê thôi, và đang dẫn dắt mình đi vào một cái si mê tâm tham nữa đó. Em tham là rơi vào cái tâm tham là trước đây mình ốm đau mà chẳng quan tâm, bây giờ mình ốm đau ấy thì lại có một người khác lại quan tâm mình, thế mình tham cái cảm giác chăm sóc đó và mình lại lao vào mà thôi, mình dứt bỏ cái tâm tham đó. Em học cách đối trị tâm, em học cách vun vén, em học cách trồng cái cây yêu thương của mình, học cách để làm cho mình trở nên trí tuệ hơn, mình giá trị hơn. Lúc đó có ối người đàn ông muốn đến để nâng đỡ em, để chăm sóc em, họ cảm thấy là họ may mắn vì được chăm sóc em ấy chứ.